và cà phê sáng. Good morning, Xuân Quỳnh. Good morning, anh Đoàn Trọng và good morning quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Thưa quý vị, như thường lệ thì Xuân Quỳnh xin bắt đầu chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay bằng những điểm chính của thời tiết. Và thời tiết ngày hôm nay thì Xuân Quỳnh nhận thấy là mặt trời sẽ mọc vào lúc là 7 giờ sáng. À, tuy nhiên, nhiệt độ vẫn còn là khá là thấp và buổi sáng thì trời cũng gió và khá là lạnh. Do đó nếu mà quý vị đi ra ngoài vào buổi sáng thì nên mặc thêm áo ấm. Và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đó chính là 72 độ F, xuống thấp nhất là 51 độ F. Với tốc độ gió trung bình là từ 10 cho đến 20 giảm mỗi giờ. Kính thưa quý vị, khí hậu và thời tiết tại miền Nam California sáng nay có phần thay đổi. Quý vị đi làm sáng nay thì chắc có lẽ nên đem theo áo ấm đi, vì tất cả những cái cơn gió nhẹ và làm cho người yeah. ta cảm nhận được một cái khí hậu toàn bộ thay đổi để yeah. chuẩn bị đón những cái mùa gọi là Thanksgiving và gọi là Christmas chưa. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên quan tâm đến tất cả những cái vụ hỏa hoạn liên tục diễn ra ở tại miền bắc và tại miền nam California có thể đây là một trong những cái sự kiện làm cho tình hình ở California nóng bỏng hơn tất cả mọi người đều quan tâm đến tất cả những vụ cháy rừng ở Sonoma ở phía Bắc California. Như Quyền theo Sun uh, Sun theo dõi tất cả các tin tức ở miền Bắc thì cho thấy vụ cháy rừng nó mang đến một cái tính ảnh hưởng như thế nào thưa Xuân Quyền? Chú quý vị có thể nói là hàng năm thì những cái vụ cháy rừng đã không còn là cái chuyện xa lạ đối với người dân California nữa và tuy nhiên mới đây nhất thì thêm một vụ uh, đám cháy héo vừa mới được bắt đầu, thưa quý vị và gây lên cái sự hỗn loạn và cái vụ cháy này đã bắt đầu uh, gần cái vùng Los Angeles vào ngày hôm qua tại một cái khu vực nổi tiếng với những ngôi nhà có giá trị rất là cao và đặc biệt là cư dân những người sống tại đây cũng là những người rất là nổi tiếng và tuy nhiên thì như quý vị biết là lửa thì sẽ không chờ ai hết và không có quan tâm là bạn là người giàu hay là người nghèo và xuân Quỳnh cũng được biết là một trong những người buộc phải đi di tản cũng có cả một ngôi sao NBA một và đặc biệt hơn là uh, ngọn lửa tiếp tục gây ra những cái uh, sự hỗn loạn ở những khu vực gần los angeles như vậy là xuân Quỳnh muốn nói đến sự di chuyển và evacuate tự nhiên là di tản của ngôi sao bóng rổ lebron james của đội lakers Vâng, kính thưa quý vị, LeBron James cũng có tên trong danh sách những người phải di tản rời khỏi cái khu vực mà anh đang sinh sống và hiện nay đang có ảnh hưởng đến vụ hóa hoạn. Trong lúc đó thì chúng ta nói đến California, chắc quý vị biết California là một trong những tiểu bang nổi tiếng về rượu vang. Nhưng tiểu bang này hiện nay đang được tất cả các nhân viên cứu hỏa chăm sóc, nhưng không phải để chăm sóc rượu vang mà để chăm sóc ngọn lửa không tấn công tất cả những rừng nho và tất cả những cơ sở sản xuất rượu vang ở tại miền Bắc California. Ngay bây giờ thì chúng ta đã thấy tất cả giá trị của sự phòng thủ và ngăn ngừa tất cả những cái gì gọi là hậu quả của một cơn lửa tàn bạo đang diễn ra ở tại California. Tất cả các máy ủi và tất cả các máy mà có thể sử dụng để ngăn chặn tất cả những ngọn lửa tấn công dồn dập vào các ngôi nhà mà đây là một trong những khu vực có thể nói là những ngôi nhà đắt tiền ở tại yeah. ca California, thưa Xuân Quỳnh. Vụ hỏa hoạn này đã bắt đầu xảy ra vào tuần trước ở thị trấn Graysonville và đã phá hủy tất cả là 57 ngôi nhà và làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà khác với 90.000 ngôi nhà và các tòa nhà khác bị đe dọa và khảo vọng 156.000 người đã theo lệnh di tản bắt buộc. Sự có thể tưởng tượng rằng một cái khu ở đang yên lành như vậy mà có số lượng là 90 ngôi nhà, 90.000 ngôi nhà đang ở trong cái tình trạng bị đe dọa. Có thể nói là ngọn lửa chỉ chữa được có 15% mà thôi. Wow, thì đây wow. là một cái sự kiện rất lớn thưa Xuân Quyền. Chú quý vị và cái lệnh di tản đã bị bắt đầu uh, để mà cảnh báo cho khoảng là 30.000 người ở phía Tây. Những người cảnh báo mới đã được đưa ra cho những người dân cũng như ở phía Đông. Và đặc biệt hơn là... Uh, những người này cũng cho biết là những cái việc xảy ra hỏa hoạn này cũng không kém phần quan trọng vào năm 2015. Nếu so sánh tất cả những vụ hỏa hoạn xảy ra vào năm 2015 và đến bây giờ thì người ta thấy cái tình trạng này nếu không có một cái biện pháp ổn định nào thì liệu tất cả các tài sản của những người dân ở trong khu vực California có phần nào có những cái nguy cơ bất kỳ lúc nào với một cái ngọn lửa có thể lấy đi hết toàn bộ tài sản của họ. Gió dự kiến nó sẽ đậm, nó đi đến từ 20 cho đến 30 dặm một giờ Điều đó có nghĩa rằng có thể vào ngày thứ ba nó sẽ lên tới 48 dặm một giờ là ngày hôm nay nữa thưa Xuân Quỳnh. Với cái gió bịch mà có thể ngày mai nếu tất cả những ngọn gió này mà vẫn tiếp tục thì có thể lên tới 50 dặm hoặc là 80 dặm một giờ và những cơn gió sẽ đạt đỉnh vào một đêm vào đêm à, kính thưa quý vị đó là những sự kiện mà chúng ta thấy rất lo ngại đến vấn đề hỏa hoạn trong lúc đó thì thị trưởng của Los Angeles ông Eric Garcetti đã nói rằng vụ cháy rừng ở thành phố và các khu phố ở phía tây đã thiêu hủy hết 600 mẫu anh nhưng tốc độ tăng trưởng của nó đã có phần chậm lại đó là một cái tin còn hơi vi vọng một chút xíu mà thôi à, kính thưa quý vị đó một vài tin tức về tất cả các vụ hỏa hoạn hiện nay đang mang tính cách ảnh hưởng toàn liên bang chứ không phải chỉ có tiểu bang california ừ. tất cả mọi lính cứu hỏa ở khắp nơi đều dồn nhập trở về miền bắc và miền nam california để ngăn chừa ngăn ngừa sự tấn công của bà thần hỏa và đó là chuyện cháy ở tại California. Đến bây giờ thì chúng ta nói đến một cái tai nạn, một cái thiên tai mà chúng ta luôn luôn lo ngại và có thể nói cướp đi mạng sống và tài sản của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là động đất. Nhưng sáng nay thì động đất không xảy ra ở tại Hoa Kỳ và động đất sẽ diễn ra ở cường độ 6.6 ở tại miền Nam Philippines. chúng mình theo dõi tất cả các tin tức và dự kiện ở tại Philippines cho thấy trận động đất nên mang một cái tính chất ảnh hưởng đến đời sống của người dân Philippines như thế nào. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền Nam Philippines vào hôm thứ Ba và đã khiến cho rất là nhiều người bị ảnh hưởng và được biết là có tất cả là 100 người bị bị, bị thương trong một khu vực và đã bị thiệt hại do trận động đất mạnh. À, và trận động đất này người cho là dư chấn của một cái trận động đất mà hai tuần trước đã diễn ra. Vâng, nhưng mà thưa Xuân Quỳnh, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của tất cả các trận động đất ở tại Philippines, ở tại một cái vùng quốc, một cùng quốc gia có rất nhiều hòn đảo và đặc biệt ở vậy Vịnh Mindanao, yeah. thì chúng chúng ta thấy rõ ràng là Philippines cũng là một quốc gia không sớm thì muộn cũng phải bị những cái hậu chấn động đất vì đó là cái vùng mà có thể nói trung tâm của động đất luôn xảy ra thưa Sơn Quyên yeah. chúng ta chờ xem tất cả những tin tức và kết quả của vụ động đất mang tính cách có thể nói trầm trọng này đối với miền Nam Philippines như thế nào và đặc biệt là cái trận động đất này nó diễn ra ở một cái thành phố quê hương của ông tổng thống uh, của Philippines và wow, yeah. đây cũng là một cái sự kiện mà có thể nói làm người dân Philippines cân nhắc rất nhiều thưa quý vị đó một vài tin tức mà có thể nói sáng sớm qua ly cà phê sáng chúng tôi không muốn gửi đến quý vị nhưng đó là sự thật và happen it a happen chuyện gì nó cũng có thể xảy đến bây giờ thì quý vị cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng chúng ta xem tất cả những sự kiện gì đã diễn ra sau sáng chủ nhật tổng thống Donald Trump đã loan báo một cái kết quả mà có thể nói rất nhiều người dân Hoa Kỳ mong muốn đó là tên Trung thủ lĩnh ISIS đã bị bắn hạ. Thì đến bây giờ sau cái chết của Baghdadi, Baghdadi thì tình hình vẫn có thể nó đã hoàn tất chưa? Xoay quanh vụ giết hại kịch liệt của tên thủ lĩnh nhóm nhà nước hồi giáo lâu năm góc, tất nhiên là bộ uh, quốc phòng đã gia tăng các nỗ lực của Hoa Kỳ để bảo vệ các mỏ dầu của Syria nhằm khỏi cái sự ảnh hưởng của những nhóm nhóm cực đoan hồi giáo cũng như từ chính phủ Syria và quốc gia đồng minh của nga. Nó là một nó là một cái nhiệm vụ có phần cao, ngay khi cả quân đội Mỹ rút ra khỏi Syria, tất cả những sự kiện đó diễn biến liên tục như thế nào thưa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng ông Mark Esper đã nói rằng nhiệm vụ tại mỗi dầu của quân đội cũng sẽ đảm bảo thu nhập cho người Kurd tại Washington và tin tưởng tiếp tục sẽ bảo vệ các tù nhân nhà nước Hồi giáo và giúp các lực lượng Mỹ chống lại quân của nhóm, và ngay cả khi mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định tất cả quân đội sẽ về nhà chúng tôi không muốn trở thành một cảnh sát viên trong trường hợp này tổng thống donald trump cho biết vào hôm thứ hai và đề cập đến vai trò của mỹ sau khi mà thổ nhĩ kỳ tấn công syria trước cảnh báo ở thổ nhĩ kỳ vào đầu tháng mượt và rằng họ đã xâm chiếm và tạo ra những vùng an toàn của Hồi giáo ở phía biên giới Syria. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho lực lượng Hoa Kỳ bước sang một bên, từ bỏ một lực lượng dân quân người Kurd đã hợp tác với quân đội Hoa Kỳ trước đó. Kính thưa quý vị, trong lúc đó, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Mark Esper và tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên Quân đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở tại pentagon nhiên là bộ uh, quốc phòng của hoa kỳ và để nói rằng để cổ vũ cho nhiệm vụ thành công của lực lượng đặc nhiệm hoa kỳ hôm thứ bảy kết thúc với thủ lĩnh abu baradi đã tự nổ tung ông Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã gọi cái chết của Banadi là một đòn tàn phá dữ dội đối với một tổ chức đã mất quyền kiểm soát trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Mark Esper đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng cái chết cuối tuần của nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Basdadi sẽ không thoát khỏi cái gọi là thế giới khủng bố. Tuy nhiên, ông nói rằng nó cung cấp một cảnh báo cho những người mà những người nghĩ rằng họ có thể che giấu. Ông tướng Milley đã nói rằng Hoa Kỳ đã xử, đã xử lý vụ việc Biden đi vẫn là một cách thích hợp và là một phù, phù hợp với tất cả những cái lục tương xứng với tất cả những đội quân vũ trang của chúng ta và ông cũng cho biết rằng các lực lượng Hoa Kỳ đã lấy thông tin tình báo không xác định từ địa điểm này nơi ông mô tả là một địa điểm ở phía Tây Bắc Syria nơi lãnh đạo Isis đã ở lại trên cơ sở nhất quán. À, kính thưa quý vị, đây là một trong những thành công tuyệt vời của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Đây có nghĩa rằng là dù ở bất kỳ nơi nào, dù nó trốn tránh ở phía phương hướng nào, ở một cái quốc gia nào hay là một cái gọi là một vùng lãnh thổ bất khả xâm phạm nào, sự có mặt của tất cả các quân nhân Hoa Kỳ để bảo vệ và có thể chống lại tất cả những ai luôn luôn chủ trương tấn công Hoa Kỳ. Đó là lời của ông tướng Melaney, tổng tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ đối với cái chế của Baghdadi. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói là được nổi bật nhất. Chính ngày Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng là đây là một cái sự việc mà có thể nói làm cho người ta tin tưởng vào cái quyền lực của Tổng thống cũng như quyền lực của quân đội Hoa Kỳ có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng không quên tất cả những cái sự kiện có thể nói liên tục diễn ra lộn xộn ở trong vùng Trung Đông hiện nay. Việc trước tiên chúng ta nói về một tay súng lạ mặt đã bịt cái mặt lại và họ nổ súng vào một nhóm người, biểu tình ở một cái thành phố có tên là Kabala và đây là một trong những cái sự hỗn loạn gây nên cái sự chết chóc rất nhiều quý vị đang cùng với Xuân Quyền và Đoàn Trọng qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giải lát Hi, I'm... Quý vị đã thấy rằng tất cả các tình hình sự kiện hiện nay đang xảy ra tại Iraq cũng có thể nói không kém phần quan trọng. Tất cả những sự xung đột của những nhóm quân hội giáo Shiite GI và nhóm xung quân hội giáo Sunni đã gây ra một cái tình trạng mâu thuẫn nội bộ ở tại ngay Iraq. Tất cả các cuộc biểu tình có thể nói phản đối về sự kiện gọi là tham nhũng tình hình thiếu trách nhiệm của tất cả quan chức Iraq. Nhưng tất cả những phe chống đối và đặc biệt ngày hôm qua, một nhóm nhân vật đã bịt mặt lại và xả súng vào đoàn biểu tình. Sự kiện đó nó mang lại cái tính chất là hậu quả và cái kết quả sẽ gây ra những sự bùng nổ như thế nào thưa Xuân Quyền thưa quý vị vụ tấn công và điển giả diễn ra trong một đêm và xảy ra ngay sau khi mà người Iraq xuống đường trong ngày thứ năm liên tiếp phản đối chính phủ của họ về vấn đề tham nhũng và vụ đổ máu ở Khabala một địa điểm hành hương lớn của người Shai ai có thể đánh dấu một bước ngoặt trong các cuộc biểu tình trong đó có 240 người đã thiệt mạng trong tháng này Hiện chưa rõ ai là người đứng sau vụ tấn công và những người biểu tình đã nói rằng họ không biết liệu những kẻ mặt, những kẻ đeo mặt nạ này là cảnh sát chống bạo lực, lực lượng đặc biệt hay là dân quân có liên quan đến Iran. Những người biểu tình đã cho biết là binh lính Iraq đã đóng quân quanh khu vực biểu tình nhưng đã rút lui sau khi những kẻ tấn công bắt đầu bắn hơi cây và bắn đạn thật. Thì thưa quý vị kể từ khi Hoa Kỳ có thể nói giao trọng trách điều hành quốc gia Iraq cho chính những người bản xứ ở đó thì một trong những cái tình trạng phân hóa đó là vấn đề những người CIA và những người Sunni hình như họ không thể kết hợp với nhau được tất cả những cái khu vực chiến thuật của riêng của những người nhóm này được tạo thành một quân đội riêng và có thể nói là cái lực lượng thống nhất của quốc gia Iraq cũng có phần lung lay like khi bị áp lực bởi những cái nhóm của Shia GI cũng giống như là cái nhóm của Sunni và đặc biệt là nhóm Shia thì được ủng hộ ở tại phần lớn được sự backup ở tại Iran. Trong lúc đó thì Sunni là một trong những cái phần gọi là chủ lực nhất của quân đội Iran, Iraq. Đó là một vài sự kiện mà tất cả những cuộc biểu tình, thì tất cả những lực lượng cảnh sát chống bạo động có thể nói họ đã lầm lơ và đã rút đi. Trong lúc đó thì những người đeo mặt nạ đứng đến và tự nhiên xả súng hối hả vào những người biểu tình gây ra những cái chết. Và đến bây giờ thì con số qua những cái vụ biểu tình là lên tới 240 người rồi thưa Xuân Quyền. Dạ vâng. À, đó là chuyện của tại Iraq. Bây giờ thì chúng ta tạm quên tất cả những sự kiện lộn xộn ở tại Trung Đông và qua ly cà phê sáng quý vị đến cùng với chúng tôi qua Washington DC. Tất cả những điều mà chúng ta lo ngại trước tiên đó là vấn đề luận tội của Tổng thống Donald Trump sẽ đi đến một cái kết quả như thế nào. Chắc ngày nào quý vị cũng có thể nhàm chán khi ngay chúng tôi gửi đến quý vị tất cả những tin tức liên quan đến vấn đề luận tội impeachment, impeach và impeachment. Đến bây giờ thì sáng nay trong lúc chúng tôi đang gửi đến quý vị tất cả các tin tức thì tại đội Capitol Hill Hạ Viện đang lắng nghe một trong những vị sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ đó là Trung tá Alexander Winmans, một trong những vị Trung tá đã từng phục vụ tại Iraq và sau đó với tư cách là một nhà ngoại giao vợ ông đã làm việc cho cơ quan NSA và bây giờ thì chúng ta thấy một trong những sĩ quan đó đã lo ngại về cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump như thế nào thưa Xuân Quyết. Thưa quý vị, một sĩ quan quân đội tại Hội đồng An ninh Quốc gia lần đầu tiên đã nêu lên mối lo ngoại về chính phủ, về chính quyền Tổng thống Donald Trump và đẩy mạnh để Ukraine điều tra đảng Dân Chủ và ông Joe Biden. Theo lời khai của quan chức này sẽ đưa ra vào thứ ba trong cuộc điều tra luận tội Hạ viện và ông cũng cho biết ông chính là một trung tá quân đội từng phục vụ tại Iraq và sau đó với tư cách là một nhà ngoại giao đã sẵn sàng với các nhà điều tra hạ viện rằng ông đã nghe cuộc gọi này vào ngày 25 tháng 7 của tổng thống Donald Trump với tổng thống mới Zelensky và báo cáo mối quan ngại của ông về cố vấn trưởng của NSC. Kính thưa quý vị, NSC thì chắc lại là, là National Security Center, Trung tâm tình báo quốc gia. Theo lời kêu gọi chuẩn bị, tôi đã quan tâm đến cuộc gọi tôi đã nói theo trước lời khai được chuẩn bị vào đêm thứ hai tại của theo một nguồn tin của AP đưa ra. Tôi không nghĩ rằng việc yêu cầu một chính phủ nước ngoài điều tra một công nhân Hoa Kỳ là đúng đắn và tôi đã lo lắng về những tác động đối với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ đối với Ukraine, đó là lời tuyên bố của một vị trung tá đã từng làm việc cho cơ quan tình báo trung ương của hoa kỳ có tên là nsc Winsman là quan chức đầu tiên lắng nghe lời kêu gọi đó để làm chứng khi cuộc điều tra luận tội tiến sâu hơn vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump và đảng Dân Chủ chuẩn bị cho một giai đoạn thăm dò công khai tiếp theo. Ông cũng là quan chức Nhà Trắng hiện tại đầu tiên xuất hiện trước hội đồng luận tội của tiểu của Hạ viện Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy báo tình báo Hạ viện đó là dân biểu Adam Schiff đã nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xây dựng một vụ kiện mạnh mẽ để luận tội vì một cuộc cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng đã thách thức trát hồ tòa vào hôm Thứ hai, cuộc điều tra đang xem xét lời kêu gọi của Tổng thống Trump, trong đó là ông yêu cầu ông Zelensky cho một người ủng hộ Hồi giáo để điều tra đảng Dân Chủ mà đảng Dân Chủ nói là có một trong những quan hệ họ cho rằng là để nghĩ rằng họ phạm tội và không thể chối cãi. Lẽ dĩ nhiên chúng ta đã nghe chuyện này is over and over đã nhiều lần nhiều lần nhưng chúng chưa đến một cái kết quả nào nhưng đến bây giờ thì chắc lại thứ năm tới đây hạ viện Hoa Kỳ sẽ thống nhất lại với nhau và có thể đưa ra một cái cuộc họp tại khoáng đại tại hạ viện và đi đến kết quả là liệu có truy tố tổng thống Donald Trump lên thượng viện Hoa Kỳ để gọi là buộc tội và rút phế tổng thống Donald Trump hay không. À, trước khi chúng tôi chấm dứt cái phần nói chuyện này thì cũng cần nên nhắc đến với quý vị rằng cái sự luận tội này đến nếu hạ viện thông qua với một cái tỷ số đa số sẽ đưa hồ sơ lên tại thượng viện và lúc đó hạ viện sẽ trình bày cũng giống như điều trần tất cả những gì với thượng viện. Và sau khi xem xét thì thường viên sẽ đưa ra một cái cuộc gọi là bầu bán nếu con số đạt được đến khoảng 67 vị thượng yeah. nghị sĩ chấp thuận thì lúc đó Tổng thống mới có vào trong cái tiến trình gọi là impeachment tôi bằng không thì cũng bằng thừa mà thôi. Yeah. À, nhưng mà hình như đảng Dân Chủ họ đưa ra một cái gọi là một cái chiến dịch để làm hoen ối danh dự của Tổng thống Donald Trump hầu có thể lấy lại thiếu tất cả những cái sự mà gọi là mất cử tri ở những cái tiểu bang người ta gọi là swing state này. những tiểu bang đó có phần thắng lợi của Tổng thống Donald Trump trong kỳ bầu cử năm 2016 vừa qua. Thế thì bây giờ luận tội Tổng thống Donald Trump sẽ có thể xảy ra ở tại Hạ viện không? dạ thưa vâng nếu mà cuộc luận tội này diễn ra thì sẽ đưa hạ viện vào một trong những cái kỷ luật về luận tội thưa quý vị và thông qua lời kêu gọi của toàn bộ hội thảo về thủ tục là một bước mang tính biểu tượng cao sẽ thách thức toàn bộ phê phán của đảng cộng hòa trong quá trình luận tội và quan trọng hơn là một cuộc bỏ phiếu như vậy sẽ khó tránh khỏi bản chất của vụ bê bối ở ukraine và vấn đề luận tội sẽ biến thành liệu tổng thống donald trump có lạm dụng quyền lực của mình hay không nhìn bề ngoài thì lời kêu gọi bỏ phiếu của người phát ngôn viên của hạ viện là một sự đảo ngược và minh oan cho các nhà phê bình và người đã thổi phòng các cuộc điều tra nhưng nó đe dọa là sẽ bắt đầu làm xói mòn hơn trụ cột trung tâm của bộ quốc phòng của tổng thống donald trump cho đến nay rằng cuộc điều tra không là gì ngoài một sự giả mạo vì đang từng bước từng bước và trong cái quá trình mà tước đoạt cái um, vị trí của Tổng thống Donald Trump. Đến bây giờ thì người ta nói rằng có phải hành động của Tổng thống Donald Trump nằm trong cái đặc quyền rộng lớn của ông để thiết lập chính sách đối ngoại hay họ có đến được một gọi là một cái hiến pháp để luận tội Tổng thống và bài nhiệm hay không? Một cách gọi là vô tội vạ. À, đây là một trong những sự kiện mà phía cộng hòa cũng rất nhiều người có thể nói đây là một cái hành động có tính cách đảng phái chứ không phải là một cái hành động quan tâm đến vấn đề an ninh quốc gia và nhiều người cộng hòa đã nhanh chóng hạ hê về sự đạo ngược của bà Pelosi ngày hôm nay à, chúng ta chờ xem. Đấy nhiên thì à, tất cả những sự kiện nó xảy ra liên tục từ lâu, từ sau khi ông Robert Mueller công tố viên đặc biệt tiêu không biết bao nhiêu tiền gần hai năm qua rồi đến bây giờ kiếp over and over cứ khi nào cũng luận tội nhưng mà chúng ta chờ xem thì lại nhìn chính trị thì nó có nhiều cái gọi là chiến lược và có nhiều cái đòn mà chúng ta không thể nghĩ đến đó là sạch hay là dơ nhưng việc làm là cứ làm đó là chuyện của Hoa Kỳ nhưng bây giờ thì chúng ta phải nghĩ đến những cái sự kiện quan trọng cũng là hàng đầu đó là vấn đề trao đổi thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đến bây giờ thì như thế nào lẽ nhiên tổng thống donald trump vẫn còn ôm một cái mối hy vọng là sẽ, sẽ sớm được ký một cái thỏa thuận thương mại với trung quốc tổng thống mỹ donald trump ngày 28 tháng 10 vừa qua đã tuyên bố ông kỳ vọng một phần quan trọng một cuộc thỏa thuận thương mại với trung quốc đây là một trong những lịch trình mà có thể nói đã kéo dài từ lâu giữa tất cả các phái đoàn từ cao cấp cho đến uh, tất cả những thành phần có thể nói là là chuyên viên của vấn đề kinh tế Tổng thống Donald Trump muốn làm sao được bảo đảm, bảo đảm và vận hành một nền kinh tế phồn thịnh đối với Hoa Kỳ và nếu muốn bảo đảm được kinh tế phồn vinh thì có một cái sự giao thương và một cái thỏa hiệp thương mại với Trung Quốc. Vậy chúng ta chờ xem thỏa hiệp này sẽ được ký như thế nào, với điều kiện như thế nào và liệu Hoa Kỳ cái điều then chốt là có được, có bảo đảm đoan chắc với Trung Quốc rằng tất cả các vấn đề ăn cắp trí tuệ của Trung Quốc đối với tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ đối với Hoa Kỳ liệu có tiếp tục diễn ra hay là không? Quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua cà phê sáng để chúng tôi trở lại với quý vị trong Dương. Tổng thống Donald Trump có thể chờ đón một cái thỏa hiệp ký kết giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để chấm dứt cuộc chiến tranh mùa dịch mà có thể nói dai dẳng đã trải qua trên một năm vừa qua. Cuộc chiến tranh mùa dịch giữa hai quốc gia đã gây nên rất nhiều tổn hại cho nền kinh tế của hai siêu cường ở trên thế giới. Nhưng đến bây giờ thì liệu chúng ta có hy vọng có một cái thỏa thuận hay là không? À, hay là tất cả những sự việc cũng lại trở lại như ban đầu khó có ai có thể biết được tất cả những kết quả sẽ diễn biến trong những ngày tới đây. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta theo dõi tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề có thể nói rằng là cũng là một trong những cái vấn đề cốt lõi của sự việc trao đổi mùa dịch giữa hai quốc gia. Đó là vấn đề công ty Huawei và tập đoàn GTA. Hai cái, hai cái lực lượng này có thể bị mỹ liệt vào danh sách là có nguy cơ an ninh quốc gia của hoa kỳ xin quỳnh theo dõi tất cả những sự kiện này thì cho thấy rằng chúng ta vin vào đâu để có thể nói rằng hoa kỳ sẽ cho rằng hai cái tập đoàn này là hai cái tập đoàn có thể làm nguy hại đến nền an ninh quốc gia của hoa kỳ Vâng thưa quý vị, giới quy định luật lệ về công nghệ viễn thông của Mỹ đã dự định là tháng sau biểu quyết liệt kê công ty công nghệ viễn thông Huawei cũng như tập đoàn GTE là một tập đoàn chuyên về viễn thông tại Trung Quốc là nguy cơ an ninh quốc gia cấm các hãng Mỹ đã đụng tới nguồn quỹ là 8,5 tỷ đô la của chính phủ để mua các thiết bị cũng như là sử dụng các dịch vụ của hai công ty này. Ủy ban truyền thông liên bang cũng định đề nghị các hãng Mỹ phải bỏ hoặc là thay thế các thiết bị từ hai công ty bị liệt kê vào danh sách này, các giới chức đã cho biết vào hôm 28 tháng 10. Và tại một cuộc họp vào ngày 19 tháng 11 tới đây, thì Ủy ban cho biết là sẽ biểu quyết để hỏi các công ty Mỹ xem là chi phí bỏ hay là thay thế thiết bị của Huawei cũng như là tập đoàn viễn thông GTE ra khỏi các mạng lưới hiện nay là bao nhiêu nhằm lập trường nhằm lập cái chương trình bồi hoàn để mà hỗ trợ cho chi phí và nói tới năm uh, chi thưa quý vị và an ninh nước Mỹ chúng ta không thể để có rủi ro hoặc là hy vọng mọi chuyện sẽ hoàn hảo chủ tịch ủy ban ông Pai đã cho biết có giới chức đây nói rằng trong khi bị nâng cấp mạng lưới lên thế hệ mới do công nghệ viễn thông không dây 5g À, không thể phớt lờ nguy cơ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tìm cách khai thác và khe hở để nhúng tay do thám và hay đưa ra các virus hay giải độc các cái tin ở trong và là giải các mật mã. Đây là một cái động thái mới trong các hành động của chính phủ Hoa Kỳ nhằm cấm các công ty Hoa Kỳ mua thiết bị của Huawei và tập đoàn ZTE. Bên cạnh đó thì Huawei và tập đoàn ZTE cũng sống nhờ vào tất cả những cái hãng gia công ở tại Hoa Kỳ bằng những con chip như yeah. vậy bên ông anh trả thì bà anh em hai bên đều bị thiệt thòi giống nhau phải không? Yeah, Nhưng yeah. mà vấn đề an ninh quốc gia là vấn đề hàng đầu, bởi thế chúng ta cũng không lạ gì khi Hoa Kỳ đưa ra một trong những cái chính sách mới là cấm và gọi hai quốc hai cái công ty này là mối nguy, nguy hại cho nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là Mỹ cũng bác bỏ cái yêu cầu uh, lấy đi cái trừng phạt của Trung Quốc, Trước cờ uh, gọi là uh, WTO là tổ chức mậu dịch thế giới, thưa Xuân Quỳnh. Dạ vâng, thưa quý vị, Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai, 28 tháng 10, đã bác bỏ yêu cầu của phía Trung Quốc đòi là áp thuế phạt đối với lượng hàng hóa trị giá là 2,4 tỷ đô la của Mỹ nhằm đáp trả cái việc là Hoa Kỳ không tuân thủ phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới, viết tắt là WTO, và như thế đã đưa vụ tranh chấp lên tòa án trọng tài. Một quan chức về thương mại của Geneva cho biết, vào hồi tháng 7, thì các thẩm quan của cơ các thẩm phán của cơ quan đã giải quyết tranh chấp của WTO đã nói rằng Hoa Kỳ đã không hoàn toàn tuân thủ phán quyết phán quyết của WTO về thuế quan áp dụng trên các mặt hàng do phía Trung Quốc sản xuất cũng như là uh, những cái tấm pin mặt trời, tháp gió và xi lanh thép các thẩm phán đã nói Bắc Kinh là có thể áp dụng các biện pháp trả đũa nếu Washington không gỡ bỏ các sắc thuế quan đó hôm 28 tháng 10 vừa qua thì Washington đã thách thức phán quyết vừa kể của cơ quan giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới và quan chức thương mại trong cuộc đã cho hay Washington phản đối số tiền 2.4 tỷ USD mà Trung Quốc đòi hỏi được đền bù và như vậy đưa ra vụ tranh chấp lên tòa án trọng tài của WTO để định đoạt số tiền trừng phạt. Vụ kiện đã khởi sự từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nếu bật những khiếu nại liên tục của tòa Bạch Ốc về tổ chức thương mại thế giới. À, đây cũng là một cái vụ kiện nó dài dặn đã kéo dài từ lâu rồi nhưng mà Hoa Kỳ không có chấp nhận gọi là cái phán kết của WTO à, nhưng mà cái vấn đề chính là nếu chúng tôi không chấp nhận thì quý vị làm gì được tôi là dĩ nhiên không thể nói là chạy cày chạy cối vì chúng ta cũng là một trong những thành viên của WTO thì chúng ta là một cường quốc lớn thì không thể nào nói như vậy nhưng tất cả những phán quyết đã có những kẻ hở và những cái người gọi là cầm đầu cái tổ chức của WTO tham dự của WTO của Hoa Kỳ họ cho rằng đã đến lúc chúng ta không cần phải có thể đáp ứng những cái nhu cầu đòi hỏi do tòa án của WTO đưa ra như vậy chúng ta chờ xem trong tương lai thì phán quyết này sẽ như được gọi là thi hành như thế nào đối với hoa kỳ bây giờ thì chắc lẽ chúng ta tạm quên những thắc mắc những tranh đua nhau về vấn đề thương mại thế giới giữa hai anh chàng khổng lồ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mà chúng ta đi đến một trong những sự kiện mà có thể nói là mũi lòng tất cả mọi người, không phân biệt từ những người giàu cho đến người nghèo, những người Nam hay người Bắc hay người Trung, những người ra đi hay là những người ở lại tại Việt Nam hiện nay. Kính thưa quý vị, sau cái chết có thể nói rất đau buồn, tệ hại nhất của 39 người Việt trên một cái container ở tại phía à, Tây Bắc của à, miền Anh, đây là một trong những sự kiện đã làm đau lòng nhiều người có thể nói giấc mơ của nhiều người rời khỏi việt nam đi kiếm một cái đời sống mới tạo một cái công năng việc làm chúng ta có thể nói dù sao đi nữa cũng là một cái hiện thực Yeah. Nhiều người đã bỏ nước ra đi để hy vọng có một ngày mai tươi sáng Lẽ nhiên ngày nay ở tại Việt Nam thì cũng có nhiều cơ hội Có công an việc làm, có nhiều cơ hội Có một cái đời sống có thể tương đối cùng ổn định Nhưng câu hỏi đặt ra tại sao bao nhiêu người lại tiếp tục ra đi như vậy Lẽ yeah. nhiên chúng ta chỉ nói xuông, chúng ta không có câu trả lời Nhưng lần này chính những người ra đi ở lại là ngay quê hương của bác Của bác Hồ và wow, đây là những người lớn lên sinh sống và chịu gọi là ảnh hưởng xây dựng đời sống của họ trong một những nhân vật then chốt đó là ông Hồ Chí Minh. Oh, wow. nhưng 39 người đã ra đi, họ đã bán, họ đã cầm cố cái tài sản của họ để mong có một cái số tiền ra đi để hy vọng có thể kiếm một số tiền để giải phóng để giúp đỡ cái đời sống của họ trong tương lai những kém yeah. may mắn cho họ, những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ trong chiếc container mà 39 người, có thể móng tay của họ đã bị càn, vết máu đã chảy ra trong những giây phút cuối cùng của họ yeah. để hy vọng có một người nào đó mở cửa container cho họ có được cái hơi thở cuối cùng. Nhưng đến bây giờ trở lại hiện thực thì công à, Chính phủ Anh Quốc và tòa đại sứ Anh Quốc cũng giống như cơ quan công an của Việt Nam, họ phải có những cái nhiệm vụ gì để làm để giải quyết vấn đề 39 thi thể đã bị chết ở tại Anh Quốc Thừa xin được. Thưa quý vị, về xác minh 39 thi thể này vẫn tiếp tục đang diễn ra. Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm và người đồng cấp tại Anh sẽ điện đàm trao đổi thông tin, xác minh 39 người chết trong xe container và trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội vào chiều 29 tháng 10, Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm đã xác nhận Bộ Công an tổ chức đoàn công tác sang Anh và mọi việc đã sẵn sàng và đang chờ phối hợp từ phía Anh. Bộ Công an cũng đã làm việc với Đại sứ quán Anh. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp điện đàm giữa Bộ trưởng ông Tô Lâm với người đồng cấp tại Anh để trao đổi thông tin về 39 thi thể trong chiếc xe container. Trong trường hợp có nạn nhân Việt Nam, chính phủ sẽ cử người sang Anh xác nhận danh tính để đưa về. Chính phủ đã hỗ trợ, Bộ Công an sẽ tạo thuận lợi nhất cho các gia đình, ông Tô Lâm đã cho biết. Vào sáng ngày 29 tháng 10, thì thêm 4 gia đình ở Nghệ An đã trình báo là có con bị mất lạc tại châu Âu, trong đó có Anh, nâng tổng số gia đình trình báo lên đến con số là 18 gia đình. Hà Tĩnh có 18 gia đình, nhà chức trách địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 28 gia đình, cung cấp thông tin xác nhận nhân thân của mình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Bùi Thanh Sơn hôm qua cũng đã cho biết anh đã chuyển 4 hồ sơ cho cơ quan chức năng Việt Nam để chấm nối thông tin, xác minh nhân nhân thân của nạn nhân và các hồ sơ này đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận. Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Tĩnh để lấy mẫu tóc, móng tay của những bố mẹ của các nạn nhân này để trình báo là có con mất tích để xét nghiệm ADN và gửi sang Anh phục vụ xác minh có thuộc danh sách 39 thi thể trong xe container hay không. Trong các diễn biến khác thì vào ngày 28 tháng 10, công an nghệ An cũng đã xác nhận rằng việc điều tra dấu hiệu đưa người trốn đi nước ngoài trái phép qua nội dung trình báo của 14 gia đình ở địa phương. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Bất Dưỡng hôm nay đã điện đàm với quốc vụ Khanh của anh đó là ông Helter Wessler để trao đổi về 39 thi thể trên chiếc container. Trong cuộc điện đàm với bà Helen Wheeler, xin lỗi quý vị, đây là một nhân vật phụ nữ quốc vụ khanh của Bộ Ngoại giao của Anh Quốc, phụ trách về vấn đề châu Á, Thái Bình Dương. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dung đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân, dù họ là công nhân nước nào, đồng thời cảm ơn phía Anh đã vì tích cực hỗ trợ và đẩy nhanh tất cả những thủ tục pháp y giám định các thi thể và phối hợp thông tin với Việt Nam theo thông cáo của Bộ Ngoại giao của Anh Quốc. Điều đó chứng tỏ rằng Việt Nam đến bây giờ cũng chưa chính thức cho biết rằng những nạn nhân đó là những người Việt Nam, à, vì phải cần qua một cái kiệp điều tra. Thứ trưởng cũng đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam triển khai công tác bảo hộ công nhân trong trường hợp xác định có nạn nhân là người Việt Nam. Bà Wheeler khẳng định rằng phía Anh đang nỗ lực để xác định danh tính, quốc tịch của các nạn nhân trên và sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng hoàn tất quá trình xác minh à, kính thưa quý vị chúng ta một lần nữa ngậm ngùi cho sự gọi là ra đi của 39 người quá ngắn ngủi trong cuộc sống đi ừ. tìm tự do của họ à, đi tìm một cái cuộc sống mới của họ à, có vấn đề này hợp pháp hay không hợp pháp chúng ta tạm quên và chúng ta nói đến gọi là tôn trọng cái nhân giá trị nhân phẩm của con người khi họ phải đối diện với tất cả những khó khăn trong cuộc sống của họ quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình, quý vị cho phép chúng tôi sử dụng một ít thời giờ để nói về một trong những cái tổ chức tập đoàn có rất nhiều tai tiếng ở tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, đó là tập đoàn Mường Thanh. À, nếu những ai đã từng đi về Việt Nam ở những thành phố lớn thì chắc lại đều thấy một cái khách sạn rất là cao, rất là lớn có tên là Mường Thanh. À, Mường Thanh thì phải. Mường yeah, Thanh, Mường Thanh là yeah. đúng là tại vì đó là một cái tên ở Lai Châu một trong những cái nơi mà có cuộc đận chiến Điện Biên Phủ đã từ lâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói đến mương thanh với cái gì ta? Việc trước tiên là chúng ta nói đến vấn đề xử lý sai phạm của họ như thế nào thưa Xuân Quyết. Thưa quý vị mới đây nhất thì quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng là yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ cũng như là hoàn trả lại những cái công năng ban đầu ở tầng 2 cho đến tầng 5 và tầng 25, 35, 41 cũng như là tầng 42 do cái vấn đề là xây dựng sai phép và thời gian thực hiện là họ quy định trong vòng 365 ngày. Và quận Ngũ Hành Sơn đã lên phương án cưỡng chế chia làm hai giai đoạn. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán sẽ tuyên truyền và cũng như là di dời các hộ dân để mua căn hộ ở những tầng xây sai. sai trái phép và sau tết thì sẽ thực hiện tháo dỡ phần sai phạm của công trình kính thưa quý vị, bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi gửi đến quý vị một cái tin tức đặc biệt là hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị là tất cả những cuộc biểu tình đã lan rộng ra khắp nơi trên thế giới từ khi tất cả những cuộc biểu tình ở Hồng Kông xuất phát một cách mạnh mẽ à, như quý vị đã thấy cuộc biểu tình ở Santiago của thủ đô Chile và bây giờ thì ở tại Beirut, Lebanon, tức nhiên là Liban và tin mới chúng tôi vừa nhận được là thủ tướng của Liban đã chính thức từ chức sau khi ông không có thể đương đầu với tất cả những cái cuộc biểu tình giải ra toàn tất cả những lệnh trên lãnh thổ của liban ngay tại thủ đô peru tất cả những cuộc biểu tình đã làm ngưng tất cả các hoạt động của chính phủ bởi thế thủ tướng của liban đã chính thức tuyên bố và ông bày tỏ rằng ông phải từ chức Wow, bây giờ chúng ta mới thấy những yeah. cuộc biểu tình nó mang một cái tính chất ảnh hưởng rất quan trọng và đến bây giờ thì người ta nhìn thấy cái gương của Hồng Kông và người ta cho biết rằng là nếu tất cả những sự kiện liên tục mà diễn ra ở các quốc gia có một cái cơ chế dân chủ tự do thì có thể nói họ sẽ đối phó với rất khó khăn với những cuộc biểu tình mà liên tục diễn ra. Ở Santiago thì con số người chết cũng đã lên rất cao và sáng nay thì quý vị thấy hình ảnh của ông thủ tướng Lebanon ở Liban tuy nhiên là à, đã từ chức ở ngay tại thành phố Belarus và chúng tôi sẽ gửi quý đến quý vị tất cả những tin tức đặc biệt và ông thủ tướng đã nói ông có tên là Seth Harry đã nói vào hôm thứ ba rằng ông đã phải chịu đựng với tất cả một cái quyết định cuối cùng đó là từ chức đến cho tổng thống sau khi ông ta đã không có làm tròn được gọi là dead end mà cái giai đoạn yeah. cuối cùng của cái vấn đề này ông Harry đã nói vào trong ngày 13 của những cái người cuộc biểu tình là ngày thứ 13 với những người biểu tình và ông ta đã bày tỏ rất sự giận dữ với tất cả những gì mà ông gọi đây là một cái biểu tình mang tính cách chính trị để áp đặt một cái sự kiện mới ở tại Belarus tự nhiên là ở tại Liban à, đó là một vài tin tức mới mà chúng tôi vừa mới nhận được và hy vọng có thể anh Hoàng Trọng Thủy sẽ gửi đến quý vị tất cả những chi tiết về tin này bây giờ thì trở lại Hồng Kông chúng ta cũng nói về vấn đề gọi là biểu tình Thế thì ông Joan Gong này là một trong những người tôi cũng có điều kiện gặp một lần. Thế thì anh này trong tương lai có thể có nắm một cái chức vụ gì ở Hồng Kông hay là không? Dạ, thưa quý vị khán giả, theo như tin mới nhất tính từ Hồng Kông thì Hồng Kông sẽ loại ông Chu Su Won ra khỏi cái cuộc tranh cử địa phương. Và chính quyền Hồng Kông vào hôm 29 tháng 10 đã loại nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng mang tên Chu Su Won ra khỏi cuộc bầu cử sắp tới tại đặc khu này. Một động thái có khả năng gây thêm bất hòa ở thành phố vốn là nơi mà cái tình trạng bất ổn đã diễn ra trong suốt năm tháng qua vì những hoạt động chống chính phủ. Và ông Won là gương mặt được cho là rất là nổi bật trong phong trào dù vàng do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014. Khi đó thì ông mới có 17 tuổi, nhưng nhà hoạt động này không phải là nạn nhân vật nổi bật trong cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay, vốn không có người lãnh đạo tại thành phố đang nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc. Năm nay 23 tuổi và là nhân vật được chú ý ở tầm quốc tế, ông Wang đã được miêu tả là ông ta sẽ bị loại ra khỏi cuộc tranh cử và là một hành vi kiểm duyệt chính trị. Quyết định cấm tôi ra tranh cử rõ ràng là một cơ động chính trị, đó là lời tuyên bố của Wong. Writer Hàng Thông Tấn có mặt ở tại à, Hồng Kông đã dẫn tới lời tuyên bố của Wong vào ngày hôm qua. Những cái gọi là lý do đánh giá một cách chủ quan về ý định của tôi muốn duy trì luật cơ căn bản cơ bản ở tại Hồng Kông. Nhưng ai cũng thừa biết rằng đó là lý do chính là lý lịch của tôi, Wong đã nói tiếp. Các cuộc biểu tình năm nay khất phát từ lập trường chống dự luật dẫn độ mà giờ đã được rút lại, đã phát triển thành những lời kêu gọi đòi quyền dân chủ hơn cho Hồng Kông. Các cuộc biểu tình đã khiến Hồng Kông rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn nhất tính từ nhiều thập kỷ thập niên vừa qua, gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế và mãi tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ sớm chấm dứt. Các cuộc biểu tình còn là một thách thức lớn nhất của dân chúng địa phương đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cầm Bình kể từ khi ông Linh nắm quyền vào năm 2012. Quang cũng cho biết hơn trong số 1.100 ứng viên trong tất cả các cuộc bầu cử hội đồng thành phố ước ấn định vào tháng 11 tới đây, anh là người duy nhất bị loại. Hoại. Tại sao mà chắc là ông này có án quá hà? chính phủ có thể nói rằng đưa ra một cái quyết định hơi táo bạo lại dấy lên một cái lòng căm phẫn của những người yêu chuộng tự do và dân nhân quyền bởi thế chúng ta trong một lời tuyên bố thì chính phủ hồng kông đã nói rằng một ứng cử viên được coi là không hợp lệ khi làm trái với luật bầu cử trong đó cấm việc cổ suý hay thúc đẩy quyền tự quyết nhưng không nêu danh đích tin ông gong À, trong bài viết trên trang Facebook hôm thứ bảy, Quang đã nói anh ủng hộ ý tưởng về một chuột trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc để mọi người lên tiếng về tương lai của Hồng Kông. Tuy nhiên, ông chống giải pháp đòi độc lập cho đặc khu. Và wow, đây là một trong những chuyện cũng nổi bật rất nhiều phải không? à Gong thì là một người trẻ à, mới 23, tuổi. 23 tuổi, thân nhân của Gong ở phía bên ngoài của Gong có liên quan đến những người Việt Nam đến định cư tại Hồng Kông, à, cũng là một trong những cái khuôn mặt mà được giới trẻ ưa thích ở Hồng Kông rất nhiều. À, mà bây giờ thì nếu anh này không được ra tranh cử thì cũng là một trong những vấn đề lại gây thêm những phiền toái khác nữa phải không? Rằng... Bây giờ chúng ta trở lại thành phố Westminster kính thưa quý vị. Thành phố Westminster trong những ngày tháng vừa qua thì chúng ta đã nói đến rất nhiều qua tất cả các sự kiện như là vấn đề bại nhiệm. thì đến bây giờ tin tức mà chúng tôi vừa mới hỏi được cơ quan West, uh, Westminster United thì họ cho biết rằng cuối tháng 10 này họ sẽ đưa ra và chấm dứt gọi là kêu gọi chữ ký của những người uh, recall, tự nhiên là bại nhiệm ba viên chức có tên là thị trưởng Tạ Đức Trí, nghị viên Nguyễn Mạnh Chí và bệnh viên Kimberly hồ vào ngày cuối tháng vừa ở tháng 10 này và đến ngày mùng 4 tháng 11 họ sẽ chính thức đưa danh sách trình nạp cho thành phố Westminster Auto để khởi sự cho một cái cuộc gọi là bãi nhiệm à, một cái nguồn tin không công khai nhưng mà chúng tôi ghi nhận được và loan báo một cách dè dặt thì con số này có thể lên tới cỡ khoảng 20.000 người ký tên à, theo như lời của một nhân vật mà chắc chúng tôi không nói ra quý vị cũng biết thì họ cho rằng tốn kém để cho trả chi phí cho ông Luật Sư là 900 ngàn tất cả. Wow. Mà ông còn cho biết rằng nếu 900 ngàn mà để loại 3 người ra khỏi một cái quần máy mà ông cho gọi là không xứng đáng thì cũng không phải là mắc mỏi bao nhiêu. Wow. <laughs> tiền đâu mà 900 ngàn mà bỏ ra mà lại gọi là không mắt bỏ được. Những hình ảnh vừa rồi mà quý vị thấy trên màn hình cũng gây nên một thắc mắc qua sự việc là ông thị trưởng tạ Đức Trí đã binh danh cho cô Ngô Thanh Vân, một trong những diễn viên điện ảnh của Việt Nam, người ra đi đến định cư tại Norway và lúc nhỏ và trở về Việt Nam đã sinh sống trên 20 năm. Nhưng có một vài sự kiện người ta cảm thấy rằng là không được hài lòng vì ông Tạ Đức Trí đã nói láo khi ông không có những người chung với ông không được hiểu biết gì về cái vấn đề vinh danh của cô Ngô Thanh Vân này. Và đồng thời cũng người ta cũng thắc mắc tại sao ông là một người đứng hàng đầu trong cái công việc gọi là bảo vệ lá cờ vàng. Nhưng đến cái lúc mà trao cái bằng cho cô Ngô Thanh Vân thì lá cờ vàng không cánh mà bay, không còn ở chỗ đó nữa. Đến bây giờ thì câu trả lời của ông thị trưởng Tạ Đức Trí cũng không đem lại một niềm vui cho những người cư dân của thành phố Westminster. Bên cạnh đó thì càng ngày càng thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng à, có sự thân thiện và hôm kia trong một cái chương trình phỏng vấn thì ông Trần Nhật Phong xem ông Tạ Đức Trí này như là một người em. Ông nói yeah. đây là người em à, thì như vậy là bà ông Tạ Đức Trí thị trưởng Tạ Đức Trí cũng lại có một người chị. À, chị dâu ông này là em của trần nhật phong là chị dâu của chị dâu thì tự nhiên đi về việt nam biểu diễn ở tại quân khu 7 trước tất cả những lực lượng chính quy của à, cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hy vọng ông thị trưởng tạo đức trí lên tiếng về cái lời tuyên bố này để chúng ta xem à, qua những cái sự việc để cho người dân hiểu biết rõ ràng hơn trong cái vấn đề gọi là sử dụng cái quyền tự do của họ để họ quyết định về số phận tương lai của những người lãnh đạo thành phố Westminster. Quý vị Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua cả buổi sáng và chúng tôi hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Tạo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.